không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Đây là lệnh bắt giữ, mời anh về hợp tác điều tra. Tôi là Trúc Đại Dũng, tôi muốn tìm Giang Thanh Trưởng. Tôi có phần quà muốn tặng cho ông. Mục đích của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn tiền thôi. Bộ áo vest mà tôi tặng cũng hợp với cậu đó. Sau này cứ theo tôi kiếm ăn. Cảm ơn Hùng Gia. Có phải tôi quỳ rồi anh sẽ bỏ qua hay không? Vậy chúng ta có thể nào làm lại từ đầu hay không? Đây là bản sao giấy khai sinh của Bánh Đúc. Tôi đã tra rồi, là thật đó. Không lý nào, lúc Linh mới còn nói với tôi rất chắc chắn mà. Anh Tử à, vốn dĩ tôi cũng không muốn nghi ngờ, nhưng bây giờ sự thật ngay trước mắt, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Nếu đó không phải là con của Linh, tức là không phải con gái tôi rồi. Tôi muốn gặp người phụ nữ này, hẹn cổ giùm tôi đi. Thật ra tôi đã hẹn với cổ rồi. Chị hả? Đây là anh Tứ. Hai người từ từ nói chuyện đi. Chị Hà, chào chị. Chào anh Tứ. Mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Anh Tứ, cảm ơn anh bao lâu nay đã chăm sóc cho Tiểu Vũ. Thật là ngại quá, trước đó tôi đã làm anh hết hồn. À, không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tiểu Vũ nó có khỏe không? Khỏe lắm, nó khỏe dữ lắm. Thật ra tôi rất muốn biết, nếu cô nói mình là má ruột của nó, tại sao Đinh Linh lại nói đó là con gái của cổ? Lúc đó tôi giao Tiểu Vũ cho chị Linh. Nó vừa mới có 2 tuổi, lúc đó nó tròn trĩnh và rất là dễ thương. Mọi chuyện đều là tôi không tốt, vì muốn gả đi Mỹ mà không muốn chồng mình biết mình có đứa con gái, cho nên đã giấu chuyện này hết mười mấy năm trời. Cô đã giấu hết mười mấy năm, sao không giấu luôn chuyện này cả đời đi? Gần đây chồng tôi đã qua đời. Ông để lại cho tôi mười mấy quán ăn và tiệm giặt ủi. Tôi muốn cho Tiểu Vũ sống cuộc sống tốt hơn nên quay về đây tìm nó. Lần này tôi dẫn nó qua Mỹ, tuổi nó vẫn còn nhỏ, tôi muốn nó đi học lại. Nếu có thể thì để nó học đại học luôn. Sau này lúc tôi về già, việc kinh doanh sẽ giao hết lại cho nó. Anh Tứ, anh đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không có ý cướp Tiểu Vũ đi. Chỉ là mười mấy năm qua, tôi chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Anh Tứ, anh có thể nào cho tôi cơ hội để tôi bù đắp lại không? Chị Hà, chị phải hiểu là nó đã đủ tuổi thành niên, rất hiểu chuyện, tôi không thể quyết định giùm nó được đâu. Tôi cũng hiểu, nó cũng gần 20 tuổi rồi, nó cũng biết chọn lựa rồi. Yên tâm đi, ý của cô tôi hiểu mà. Trong này có số điện thoại của tôi, anh có thể nào cho tôi gặp nó hay không? Nè, xem nó Bánh Đúc là con gái của em với anh. Vợ đâu lòi ra người phụ nữ, nó cổ mới là má ruột của nó kìa. Vậy tức là sao, thật hay giả vậy? Nếu thật thì lớn chuyện rồi, chuyện này không có gian lận được đâu đó. Tính sao? Không lẽ quảnh tù tì định thắng thua hả? Anh đang nóng lắm, anh không ra bao với kéo đâu, anh chỉ ra búa để đập cổ thôi. Em thì cười vui rồi, anh muốn điên luôn đây nè. Phía trên, phía dưới, phía trên, phía dưới, phía trên, phía dưới, phía trên, phía dưới. Nè, tập nãy giờ hay làm thật nha. Thử đi. Vậy nha, chuẩn bị. Phía trên, phía dưới. Mạnh hổ trầm tim. Nè, trong kịch bản đâu có đâu. Thì phải có phản xạ tự nhiên chứ, làm lại đi. Thì người thế nào? Tôi đỡ rồi, đó là phản xạ dạ, tự nhiên nè. Giờ này còn tập hả? Phải, ngày mai phải quay cảnh võ thuật nên luyện tập trước với ảnh. Đánh đau quá không có tập nữa. Tạm ngưng nha. Đang coi gì vậy Bánh Đúc? Ý, cầu cổng vàng hả?
Tình yêu San Francisco, tình yêu mùi mẫn hợp với ba đó. Ơi, có công dân viện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xương phong đó. Ngâm thơ luôn hả? Cảm xúc dân trào thôi. Nhắc ba tìm tình yêu thôi, đâu cần phản ứng mạnh vậy. Giờ đột nhiên có cô nào đó nhảy ra nói thích ba thì ba cũng bỏ chạy liền đó. Tại sao vậy? Lực bất tòng tâm mà. Sao không phải hàng tốt hàng xịn hả? Thì đó. Ê, sao con nói chuyện bậy bạ vậy? Con là người lớn rồi, đâu còn là con nít. Ha, người lớn rồi ha. Nè người lớn ơi, con có tính ra ngoài thăm thú nhiều nơi không? Phim trường có nhiều thứ để coi mà. Phim trường có gì để coi chứ, hả? Nè, con mấy thằng khùng này đóng phim, coi như mở rộng tầm nhìn hả? Hả? Ba đang nói đi Mỹ đó. Tại sao phải đi Mỹ? Cầu cổng vàng ở Mỹ con thích coi mà. Nước Anh có đồng hồ binh bang, nước Ý thì có đấu trường Roma, nước Pháp có tháp Eiffel. Hả? Những nơi đó đúng là cần đi, nhưng nếu chọn, nhất định phải chọn nước Mỹ trước. Tại sao vậy? Qua Mỹ có thể sẵn đi học luôn. Đại học Hồng Kông cũng nổi tiếng mà. Bà nói trước bà không thích hàng Tây nha. Nhưng không thể phủ nhận nước Mỹ tiến bộ hơn nhiều. Sinh viên nước Mỹ cao to đẹp trai, không có lụn như hai thằng này đâu. Tụi tôi cũng đâu có thua thiệt, còn là diễn viên đó. Đúng rồi, ở Hồng Kông hai cậu có thể làm diễn viên, nhưng nếu qua Mỹ hai cậu quá lắm có thể núp trong bếp rửa chén dĩa. Nó không chừng làm tiếp tân người ta còn không chịu nữa. Tại sao vậy? Xấu trai vậy sao mà cho ra gặp khách được chứ. Ê, chờ qua. Ê, không cần vội đâu, trễ vậy không còn chuyến bay đi Mỹ đâu đó. Con xuống Minh Ký mua mì Hoành Thánh, thấy mọi người bạn vui tới vậy cùng ăn khuya đi. Tuyệt. Còn nữa, con không đi đâu hết, chỗ này là nhà con. Gia đình này tràn ngập tình thương. Sao cậu lại vui vậy chứ? Người một nhà hạnh phúc viên mãn là điều đáng để vui mừng mà, có gì không tốt? Là tính sai đó. Hả? Xin chỉ giáo. Tôi và Bánh Đúc mới là người một nhà, hai cậu chỉ là khách thuê nhà thôi. Là hung thủ đứng sau việc phá hoại cuộc sống gia đình hạnh phúc của Bánh Đúc. Anh Tứ à, anh nói đạo lý chút đi. Sao tụi tôi phải phá hoại cuộc sống gia đình hạnh phúc của Bánh Đúc? Vậy hai cậu nghĩ Bánh Đúc có lấy chồng hay không? Có. Nó lấy chồng rồi, hai vợ chồng của nó không lẽ ở chỗ này? Không vấn đề gì, hai vợ chồng cổ tiếp tục ở trong phòng đó, hai đứa tôi tiếp tục ở chung phòng. Vậy sinh thêm 5-7 đứa con thì làm sao? Vậy cháu trai cháu gái của tôi phải ở đâu bây giờ? Tôi còn không đuổi hai cậu đi để lại cho chật nhà hả? Tôi nói nè, nhân lúc còn rảnh dọn sẵn đồ đi. Dạ. Hả? Nói cũng đúng, dọn đồ đi. Hả? Nhất thời bắt mình dọn đồ đi, đi đâu bây giờ nè? Nè. Sao bực bội vậy? Không phải hôm nay cô được nghỉ sao? Sao lại về đây? Phải, tôi vừa đi ngang trung tâm thương mại nên sẵn mua mấy món đồ dùng hàng ngày cho anh đó. Cô mua nhiều vậy? Đúng rồi, tôi còn mua cho anh một chiếc áo sơ mi, chất liệu thoải mái lắm, anh mặc thử đi. Nếu không vừa tôi mang đi đổi giùm anh. Đúng rồi, anh có áo vest không? Vài ngày nữa anh có buổi phỏng vấn, bộ đồ vest quan trọng lắm đó. Áo vest trong phòng phục trang cũng có, tôi kêu Bánh Đúc chuẩn bị được rồi. Ủa, cái gì vậy? Quần áo anh nói lấy đó. Chà, vậy mà cũng giá được hay thật nha. Hết chuyện rồi đúng không? Không có gì, tôi ra ngoài trước đi. Chết tôi hả? Tôi giận với cô thôi. Không phải cô cần đi quay sao? Chỗ này nhiều bụi lắm đó. Tôi tan ca rồi, nghe nói cô đang ở đây nên tôi qua kiếm cô nói chuyện. Cô đi tìm Gia Tuấn nói chuyện kìa. Dạo này Gia Tuấn đang bận, tôi cũng không muốn làm phiền ảnh. Mắc công ảnh cảm thấy tôi phiền phức. Tôi cũng đang bận mà. Ê, nhưng chúng ta là chị em tốt mà. Có phải cô muốn hỏi gì tôi không? Thật ra cô với Gia Tuấn là sao? Là như vậy.
Nếu Mã Lợi Liên và ba nuôi của ảnh có thù truyền kiếp, ba nuôi của ảnh bắt Mã Lợi Liên quỳ lên thủy tinh trước mặt mọi người, cô thấy sao? Chỉ vì như vậy nên hai người thường xuyên đấu khẩu. Còn chưa đủ hả? Tôi coi tạp chí Tỉ Tỉ Mùi Mùi có nói là nếu một nam một nữ bên ngoài vô cùng hợp nhau lại thường xuyên đấu khẩu thì tỷ lệ trở thành một cặp là hơn 90% đó. Vậy mà cô cũng tin? Thôi cô tin Hoàng Đại Tiên đi. Vậy tức là sao đây? Cô yên tâm đi, tôi với ảnh không thể nào đâu. Bánh Đức à, nếu cô thực sự có thích Gia Tuấn, cô có thể nói thẳng với tôi mà, tôi sẽ không giận cô đâu. Nói tóm lại như vậy, không thể nào. Lấy bộ vest này cho ảnh giùm tôi đi, chút nữa anh phải gặp phóng viên, kêu ảnh mặc tạm đi. Cầm lấy đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, tối nay còn phải dự tiệc. Vậy trước nha. Dạ Tuấn, tôi mang đồ vest qua cho anh nè. Qua đi. Bên này, nè, ngồi đi. Tôi vừa cắt xong bộ phim mới, cô coi thử cho ý kiến nha. À, chết rồi, bụng của tôi đang ngày một lớn hơn, sẽ bị người ta phát hiện sớm thôi. Biết sao được, giấu được ngày nào hay ngày đó. À, chết rồi, có khi nào là ba tới không? Cô là ai vậy? Ờ, tôi đến để đi làm đó. Tôi tên là Trị, là người Thuận Đức. Lão gia nói cô hai sắp sinh em bé, cho nên tôi mới qua đây coi thử nè. Ở trời ơi, cô hai. Sờ cái coi. Không được sờ vào. Không sờ sao biết là nó nhọn hay nó tròn? Không được sờ vào. Sờ cái coi. Đã nói là không được sờ mà. Sờ cái coi. Không được sờ mà. Trời ơi, sờ cái coi mà. Đã nói không được mà. Sờ cái coi mà. Không được sờ mà. À, à, hai anh làm gì vậy? Bớ người ta. Sàm sỡ. Sàm sỡ thôi kìa. Tôi tên là Trị mà. Hai anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Tôi cũng có phần đóng mà sao cười dữ vậy? Tất nhiên rồi, lúc quay tôi chỉ lo phần của mình, đâu để ý tới người khác chứ. Cô thấy thế nào? Tôi cảm thấy mắc cười, bộ tóc giả của Mặt Cờ giống rớt xuống, anh lại gọi cắt rồi. Nào ngờ ghép luôn khúc sau còn mắc cười hơn nữa. Tôi cũng thấy như vậy. Điện ảnh thật kỳ diệu quá ha. Mặc cho mình tính toán tỉ mỉ tới đâu, nhiều khi cũng không mắc cười bằng những khoảnh khắc bất ngờ. Cắt ghép bộ phim này khiến cho tôi hiểu ra được điện ảnh nghệ thuật và phim công nghiệp khác nhau như thế nào, đặc biệt là phim hài. Ít ra khán giả có thể hiểu được, cảm thấy vui vẻ. Nốt ruột của ảnh còn to hơn của Tiểu Yến. Cô bị khùng rồi sao? Có cần gọi cấp cứu cho cô không? Anh không cảm thấy mắc cười hả? Đau buồn quá đi. Chị Hà. À, anh Tứ. Chị tìm tôi hả? Đúng vậy, tôi có mua ít bánh đúc cho Tiểu Vũ ăn. Tôi chờ mãi ở khách sạn mà không thấy hai người gọi điện. Rồi sẵn đi ngang qua chỗ này nên tính qua coi có cơ hội trao tận tay cho nó không. Ờ, chị đưa tôi đưa nó giùm cho. Cảm ơn anh nhiều nha. Ờ, được được. Ở đây còn có một chút tiền, anh coi nó thích mua cái gì, anh mua cho nó giùm tôi nha. Đây. Ờ. Đúng rồi, thật ra nó thích thứ gì nhất vậy? Chị muốn biết nó thích thứ gì thì hay là tự đi hỏi nó đi. Ý của anh là... Nè, chị cầm tiền lại trước. Tôi đang sắp xếp cho hai người gặp mặt, nhưng chị phải ráng chờ thêm thời gian. Vì trước giờ nó cứ nghĩ Linh mới là má của nó. Chị muốn nhận lại nó, cần có thời gian cho nó thích nghi. Được chứ, được chứ. Chỉ cần má con chúng tôi có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau, anh kêu gì tôi cũng làm hết. Sắp được thời gian, tôi sẽ báo với chị. Cứ cho nó gọi chị bằng gì trước đi. Được, 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 được. Tôi nhớ rồi. Anh nhớ hẹn giùm tôi, nhớ gọi cho tôi nha. Nhớ mà, nhớ định sẽ nha. Gọi. Vậy tôi đi trước nha. Được, được, đi thông thả nghe. Dù sao cũng là má con ruột, sao mình có thể ích kỷ như vậy được. Thằng Quý Lượng. Ý, anh Tứ. Sao ở đây kêu đồ ăn đề bàn mà không chịu ăn vậy? Phải chờ anh tới chứ. Trời, không giống cậu ngày thường chút nào.
Nhìn mặt của cậu chán rợ như vậy thì đừng nói với tôi là cậu đang vì phụ nữ nghe. Phụ nữ đúng là rắc rối. Lúc không có tiền thì cứ bắt tôi tìm việc. Bây giờ hoàn cảnh tốt hơn chút thì kêu tôi không có thời gian ở bên cạnh cũ, ghen bóng ghen gió. Bình thường thôi, phụ nữ nào đi ngủ mà không muốn ôm chồng chứ, nói thật cũng có gì quá đáng đâu. Còn có phúc mà không chịu hưởng. Vậy thì cũng không hẳn, một giường nằm ba người cũng vui lắm đó. Vui hơn nữa là hai tay ôm hai phụ nữ. Ê, cậu cười nham nhở quá đi. Hai vợ chồng nhường nhịn nhau một chút là có thể sống chung tới cuối đời. Làm sao che giấu được? Chuyện gì không tốt quá thì cậu giấu đi, chuyện gì tốt thì nói cho cổ vui có đúng không? Không lẽ thấy cổ vui mà cậu không vui hay sao? Cổ vui tất nhiên tôi cũng vui lấy rồi. Chứ gì nữa, cạn đi. Ê, phải rồi, chuyện con gái của anh sao rồi? Tôi mới nhận lời chị Hà sắp xếp cho hai má con gặp nhau. Chà, vậy lỡ hai người nói chuyện hợp nhau thì tính sao? Liên quan gì cậu, lo gọi cho vợ cậu hỏi muốn ăn cái gì đi. Được. Nói chuyện hợp thì sao chứ, làm được cái gì? Đạo diễn, anh muốn lấy con màu nào? Ừ, con màu này đi. Ý, hình như mọi người bận lắm thì phải á. Đạo diễn Từ, bộ phim Hoàng Hôn Bay Mất Lông Gà lần trước còn chưa bị chửi xong, không ngờ lại quay phim mới nhanh tới như vậy. Ý, thì sao hai con mắt đen thui vậy? Nói chạy máy quay phim gấp quá. Có gấp bằng tôi không? Bộ phim kỳ trước của tôi 5 ngày là đóng xong rồi. Chàng trai trẻ, cậu còn nhiều thứ phải học lắm đó. Có cơ hội mong đạo diễn Từ chỉ dạy thêm. Đạo diễn Từ tới thăm đoàn phim hay tới mỉa mai? Tôi nghĩ cả hai đều không phải. Minh Châu, thì sao rồi? Đóng phim mệt không? Có cực lắm không? Cũng đóng được một thời gian rồi, không cực lắm. Lần trước đóng xong bộ phim của tôi á, không thấy tới tìm tôi luôn. Cô biết rõ tôi nhỏ mọn lắm mà. Ừ. Trời, đạo diễn Từ này cũng dê thiệt. Đạo diễn, có phải quay được rồi không? Tôi phải vào vị trí rồi. Ngọc Nữ Thiêm Đinh, phân đoạn 27, lần 1. Nhìn đẹp quá, đem bắt nó đã. Ê, sao mà được, em đang mang thai sao bắt bướm được chứ? Em đâu có mang thai đâu mà sợ. Hả? Anh nghe không rõ, em nói sao? Em đâu có nói cái gì. Em thử nghĩ coi đứa bé sau này sinh ra giống em nhiều hơn hay là giống anh nhiều hơn. Giống anh hay giống em, giống ai mà chẳng được, quan trọng là biết nghe lời. Cắt. Có chuyện gì vậy, đạo diễn Từ? Nè Gia Tuấn, lúc nãy cậu nói muốn thỉnh giáo tôi mà. Phải. Con người tôi có sao nói vậy, cậu đừng để bụng nghe. Cảnh này không phải đóng như vậy đâu, biết chưa? Vậy theo anh nên diễn như thế nào? Tôi diễn thử một lần cho coi. Không phải diễn vậy đâu, tôi làm một lần cho coi nè. Tránh ra đi. Minh Châu, chúng ta khoan nói câu thoại. Mình tập động tác trước nha. Dạ, anh còn nhịn được hả? Anh có phải đàn ông không vậy? Ra tay đi. Sao hả? Suy nghĩ đủ rồi đó. Ra tay đi, đứng đó làm cái gì nữa? Chỗ phim trường quay phim lại có tin dê sờm. Ra tay đi. Nói thật, mỗi lần giúp cô nhập vai á, tôi cũng mệt dữ lắm đó. Hai anh đừng có làm bậy. Đánh đạo diễn Từ ở phim trường sẽ làm liên lụy Gia Tuấn. Như cô nhìn đạo diễn Từ sờ mó Minh Châu kìa. Sớm muộn cổ cũng bị ăn thịt. Hai anh nghe tôi nè. Đánh trong phim là được rồi. Có được không đó? Anh có muốn đuổi khéo đạo diễn Từ không? Dĩ nhiên có rồi. Vậy theo cách của tôi mà làm. Đi thôi. Đạo diễn Từ, đạo diễn Hà muốn mời anh tham gia một vai diễn. Tôi làm diễn viên lấy cá xê cao lắm nha. Hả? Thật ra tôi định mời anh vào vai người yêu của chị gái Minh Châu. Phân đoạn đó là như vậy nè. Minh Châu dẫn anh về nhà, nào ngờ về tới cửa thì gặp ba cổ là Cao Lão Toàn. Cao Lão Toàn là hiểu lầm anh chính là tác giả bào thai của Minh Châu, nhưng thật ra Minh Châu chỉ làm thai giả để gặp ba cổ. Anh cũng minh vật cho cổ, nhưng mà Thư Kỳ lại thật sự cho rằng anh là người làm Minh Châu có thai, sau đó tìm mặt cơ tính sổ với anh. Làm người khác có thai, vai diễn vô đạo đức như vậy tôi không nhận đâu.
Nhưng anh với chị của Minh Châu yêu nhau thật lòng, cho nên Minh Châu mới giúp anh. Đơn giản như vậy sao? Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà như vậy, tôi biết rõ là Thư Kỳ và Mặt Cơ sẽ tới tìm tôi tính sổ. Có phải mấy người nên kiếm trước gì đó cho tôi phòng thân không? Đã rõ. Thông minh lắm. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa, còn lại giao cho hai anh đó. Ngọc Nữ Thiêm Đinh, phân đoạn 12 lần 1. Action. Rốt cuộc ai là tác giả bào thai này vậy? Không sai, là con đó. Là con và chị cổ Lệ Thường yêu nhau thật lòng. Mặt khác, con cũng là tác giả của bào thai của Lệ Phương, là ba của hai đứa nhỏ. Ba của hai đứa nhỏ hả? Cái thằng đê tiện này. Ba ơi đừng mà. Con là con gái, con biết cái gì? Lập tức đi về phòng cho ba. Lệ Phương à, em đừng đi. Bác trai à, con mong bác hiểu cho con. Trên đời này á, ngoài chân ái ra thì còn có tình yêu to lớn nữa đó. Tình yêu to lớn cái gì chứ, tôi không có hiểu. Bác không hiểu, con nói cho bác hiểu. Chúng tôi hiểu rồi. Hai người là ai vậy? Tên đê tiện hạ lưu như ngươi, ăn cháo đá bát, cặn bã của xã hội, thất bại của tạo hóa, thứ đàn ông chết tiệt, cậu đó đòi làm ba của hai đứa nhỏ sao? Câu thoại của cậu đâu có nói nhiều tới vậy. Nói nhiều làm gì nữa. Xông lên. Tình háo sắc như ngươi, đi chết đi. Cái gì mà háo sắc, đang nói tình yêu to lớn của tôi mà. Háo sắc, háo sắc. Các người thông đồng với nhau chơi tôi hả? Cũng may tôi có chuẩn bị từ trước rồi. Có gì phải sợ, có vũ khí ở đây rồi. Dài. Hai người chơi giao thiệt luôn hả? Không xài giao thiệt, không lễ xài giao giả. Anh không chuyên nghiệp như vậy, điện ảnh Hồng Kông bị làm mất mặt hết luôn rồi đó. Nói nhiều vậy làm gì? Xong lên đi. Dạ. Đừng. Em chơi hắn. Người đúng là tên đê tiện hả lưu. Còn nói nữa, trả tay đi. Dạ. Cú đấm này là tôi đánh giùm Minh Châu. Cú đấm này là tôi đánh anh. Liên quan gì tới cậu? Tôi thích đó là sao? Liên quan gì anh? Liên quan gì anh? Đừng có ngừng lại, tiếp tục quay đi. Giữ đoạn phim này lại, chắc chắn sau này rất khúc khách. Bọn họ điên hết rồi, tôi phải báo cảnh sát. Là cậu chỉ thị cho bọn họ. Vậy sao? À, để tôi gọi cho ba nuôi tôi. À, vậy khỏi đi. Anh mà chạy chậm chút tôi chém chết anh luôn đó. Cảm ơn anh. Minh Châu, nghe anh nói, ngay từ lần đầu anh gặp em, anh đã thích em rồi. Bộ trong kịch bản có những câu thoại này à? Anh không muốn đóng phim nữa, anh nghiêm túc đó. Lúc trước anh có tránh mặt em, bởi vì anh sợ sau này mỗi ngày em một nổi tiếng, anh sẽ phải mỗi ngày một rời xa em. Tại vì anh tự ti. Không phải là anh không thích em, mà là vì anh rất yêu em. Chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, làm lại từ đầu không? Anh không biết là em có nghĩ giống như anh không, nhưng mà anh rất muốn nói một câu: anh yêu em. Thư Kỳ, nhìn hướng một vợ kia.
Tạm được thôi. Còn hướng bà vợ là đàn ông mà. Ờ. Em gì ơi, sao mà quyến rũ vậy trời? Nụ cười của em quyến rũ mê người. Em gì ơi, cho anh hôn một cái nghe. Người vừa đẹp, làm gì nhìn cũng đẹp. Bầm bát bát, bầm bát bát, bầm bát bát, bầm bát bát. Nhưng mà sao cũng được, Minh Châu của tôi mới là tốt nhất đó. Anh nhìn sao cũng biết Minh Châu của tôi hấp dẫn hơn cổ nhiều rồi. Tạm tin anh đó. Ê, ở đây hồi nào vậy? Lâu lắm rồi, từ lúc các anh đang ngắm gái kia kìa. Ngắm gái? Anh đâu phải là hạng người có trăng quanh đèn, mê gái nhảnh đâu, thấy gái là tùm tướp tùm tướp. Minh Châu. Ý, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Chị Liên. Không có, chúng tôi đang nói tới cô mà thôi. Nói tôi? Ý tôi là thân hình cô bốc lửa hơn cả Tiểu Yến, Phân Phương và Minh Châu nữa. Tại sao ngày trước mấy đạo diễn không mời cô đóng phim, ổn quá vậy? Phải ha. Tạm tin cậu. Cặp mắt của cậu coi chừng tôi đó. Chúng ta đi mua nước uống thôi. Phải rồi. Anh Kỳ hả? Coi như tôi giúp anh dọn xác mèo chết. Mấy chuyện này như dọn dẹp vệ sinh này nọ là chuyện của anh đó. Nếu cho cậu một tô mì bào ngư thì sao? Đủ rồi mà. Bầm bát bát bầm bát bát. Bầm bát bát bầm bát bát. Lau mồ hôi. Nước. Bước cuối cùng, quét bờ lên. Wow. Bánh đúc à. Nhìn ngon quá đi bánh đúc. Không được ăn, chờ ba tới cái đã. Phải ha, không thấy anh Tứ, anh đi đâu vậy? Ba nói có người bạn từ Mỹ về Hồng Kông chơi, ba dẫn tới đây chơi chung luôn. Bạn của anh, nam hay nữ? Ý, tới rồi kìa. Anh Tứ à, tôi ăn mặc như vậy có đẹp chưa? Có thất lễ với Tiểu Vũ hay không? Không có đâu, đẹp lắm chứ. Nhưng mà chị phải nhớ thân phận hôm nay của chị nghe chị Hà. À, tôi nhớ rồi, tôi sẽ không để anh phải khó xử đâu. Ê, họ ở bên kia kìa. À, để tôi giới thiệu nha, bạn của tôi bên Mỹ mới về, chị Hà đó. Chị Hà. Chào mọi người. Dạ chào dì, con là con gái của anh Tứ. Gọi nó là bánh đúc thì được rồi. Ngồi đi chị Hà, dì ăn đồ không? À, được, đùi được, gà. Được. Dì ăn đùi gà không? Con làm món gì, dì sẽ ăn món đó. Còn ba? Ba tự xử được rồi. Dì sao vậy? Mắt con rất giống mắt dì. Thật sao? Cái miệng của con nữa. Chưa ăn được, chưa chín đâu, nóng phỏng miệng đó. À, đúng rồi, phải chín một chút nữa mới ăn được. Đúng rồi, nóng phỏng miệng luôn. Phải rồi chị Hà, chị với anh Tứ sao quen vậy? À, thật ra là tôi quen với chị Linh. Dì biết má Linh? À, phải, cổ với Linh là bạn hồi dưới quê đó. Đúng rồi. Sao không nghe má Linh nhắc tới dì? À, trước đây tôi với chị Linh có chút hiểu lầm. Sau đó thì tôi lấy chồng đi Mỹ. Sau đó thì mười mấy năm trời cả hai không gặp nhau, không liên lạc nữa. Vậy chị kinh doanh cái gì ở bên Mỹ vậy? Ờ, à, chồng tôi kinh doanh nhà hàng với tiệm giặt ủi. Chúng tôi có mười mấy cửa tiệm lận. Hay quá vậy. Vậy thì chúc mừng cô nha. Ờ, à, nhưng mà gần đây chồng tôi vừa mới qua đời. Vậy thì không chúc mừng rồi. À, không sao đâu. Phải rồi, mọi người quay phim vất vả lắm phải không? Vất vả lắm, vừa bị người ta chửi, vừa không được ngủ. Bánh đúc, thì ra cô vất vả như vậy sao? Là nói quá thôi, dù sao cũng tốt hơn hồi trước, lúc con còn nhỏ kiếm tiền khó lắm. Hồi nhỏ cô sống sao, vất vả lắm à? Sau khi học xong tiểu học lớp 4 thì không được đi học nữa, một chữ cái cũng không biết, nhưng mà không sao, từ từ học. Đúng là tội nghiệp mà. Không có tội nghiệp, đi theo má Linh, má dạy tôi nhiều thứ lắm. Má dắt tôi đi khắp nơi tìm ba ba, lựa ăn tiền. Tìm ba ba lừa ăn tiền. Ê, Linh cổ nấu cơm ngon lắm. Món tủ là cơm ba ba tay cầm. Tôi nào cũng bán trăm mấy hai trăm thố đó. Vậy hai má con cô phải vất vả lắm rồi. Ở Hồng Kông thì là vậy rồi. Người giàu có vất vả của người giàu, người nghèo có vất vả của người nghèo. Ai cũng phải làm việc. Ê, cuộc sống là vậy đó. Ý, canh gà của tôi được rồi, xử cái trước đã. Đưa đây. Thôi bằng ông đúng không, sếp chút quên, cảm ơn.
cho chị Hà trước đó. Hả? Cho tôi à? Dù sao gì cũng là khách, bà đã dạy cái này là lễ phép. Cô đúng là ngoan mà. Vậy thì ba ăn gì? Ba ăn cái này đi. Ăn bắp nướng. Cô tưởng ba là con nít hả? Ăn nhiều rau củ, bớt ăn thịt lại đi ba. Nhưng mà nướng đồ ăn cô lại kêu ba ăn chay. Bụng ba sắp nổ tung luôn rồi, con nói cho ba biết. Thật ra ăn một hai cái cũng không có gì đâu. Cái gì mà không có gì? Lỡ như ba có chuyện gì là ảnh hưởng tới tôi. Thôi đi. Phải đó, một hai cái thôi tôi cũng không sợ đâu. Cô thì lại càng không được. Ăn chay với anh Tứ đi. Tiểu Yến à, vậy đi. Ở đây có hai cái cánh gà, hai cái đều là tôi ăn thịt, cô nhả xương có được không? Anh muốn chết hả? Có đậu hũ cũng không cho anh ăn đâu. Ê, thì chết đi, chúng ta xuống nước mới được. Ê, có sẵn sàng. Trả thế giới. Ê, thiệt là. À, tôi khát nước ghê. Ở đây có bán nước ngọt không vậy ta? Tôi muốn uống nước ngọt quá. Phải rồi, cũng hết rồi ha. Không sao đâu, tôi đi mua. Được đó, cảm ơn. Chị Hà, chị có uống không? Tôi cũng uống coca, cảm ơn. Cảm ơn nha. Anh Tứ, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Ồ, đi chơi thôi. Xem ra thì Tiểu Vũ tay mắt mũi miệng đều rất giống tôi. Mấy đứa thanh niên chơi chung với nhau là đi như vậy đó, cô đừng có để ý. Không có đâu. Thấy anh chơi với đám thanh niên vui như vậy, ngưỡng mộ anh còn không kịp nữa kìa. Năm xưa tôi gả qua Mỹ, còn định sẽ sinh cho chồng tôi thật nhiều con. Không biết có phải bác tự chúng tôi không hợp mà một đứa cũng không có. Bây giờ Tiểu Vũ là người thân duy nhất của tôi. À phải rồi, anh Tứ à, hai tuần sau nữa là tôi phải quay trở lại Mỹ rồi. Tôi biết, tôi vẫn nhớ mà. Hai ngày này tôi sẽ nói chuyện với nó, sắp xếp cho hai người gặp nhau. Yeah, máy bay tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Hả? Nếu như anh không yên tâm, tôi có thể mua luôn vé cho anh. Vậy thì không cần. Anh thật tình sẽ nói với nó đúng không? Nói chứ, tất nhiên sẽ nói. Ngoài cảnh này thì ngày mai và mốt phải quay. Cô ghi chú lại trước đi. Bánh đúng ạ, có người tìm cô nè. Dì Hà, dì tìm anh Tứ hả? Ổng không có ở đây. Không phải đâu, hôm nay tôi tới đây tìm cô. Tìm tôi? Tôi có chút chuyện muốn nói với cô, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi có việc cứ đi trước đi, tôi giải quyết được rồi. Mình qua bên đó đi. Dì Hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không, trước đó tôi có hứa với anh Tứ tạm thời không nói cho cô biết. Tôi tưởng là mình có thể nhịn được, nhưng mà từ sau khi gặp được cô ở bãi biển, tôi thật tình không thể nhịn được nữa. Vậy đó là chuyện gì? Má là má của con. Dì Hà, dì biết nói chơi thiệt đó. Không phải đâu, má thật sự là má ruột của con mà. Con coi tờ giấy khai sinh này đi. Dạo năm còn tròn 2 tuổi, má đã giao con cho cô Linh. Sau đó thì má lấy chồng qua Mỹ. Má không dám nói với chồng của má là mình đã có đứa con gái. Cho nên trong suốt mười mấy năm này, má chưa từng liên lạc với con, chưa từng gặp mặt con lần nào. Lâu vậy còn chưa vào chỗ. Chắc đang dựng cảnh đó. Ý Bánh Đúc, bữa nay rảnh đã uống nước với ba hả? Có chuyện gì vậy? Cho ba coi nè. Trời ơi, tờ giấy khai sinh đạo cụ này làm giống thật thiệt á. Không phải đạo cụ đâu, là thật đó. Hả? Lại đi cho con vậy. Dì Hà vừa mới tới phim trường tìm con. Bà cầm theo tờ giấy khai sinh này, nói là bán ruột của con. Hả? Chị Hà là má ruột của cô? Mười mấy cửa tiệm lận tôi cũng muốn làm con trai của cụ. Cô còn nói gì với con nữa không? Dì ta đúng là lạ ghê. Dì ta biết má con mà, đâu thể nói bậy được chứ. Cô đã nói với con những gì rồi? Hay ba trả lời con đi, những gì bà nói là thật không? Sao tự nhiên Tứ lại biết chứ? Ông ấy biết.
con đi theo ba. Giờ ba trả lời cho con được chưa? Trả lời đi. Sao ba không trả lời? Con muốn ba trả lời con sao? Nói cho con biết, bà ta là nói dối. Bà nói năm xưa sau khi sinh con ra đã đem giao con lại cho má Linh. Nếu như má Linh cũng không phải là má ruột của con, nghĩa là ba cũng không phải là ba ruột của con. Nói cho con biết, tờ giấy khai sinh này là giả đi. Bây giờ chúng ta lập tức xé bỏ nó, coi như chưa từng có chuyện gì. Con với má Linh nương tựa nhau sống suốt 18 năm. Tự nhiên má bỏ con đi. Nói con nghe, ba là ba ruột của con. Con nghĩ bụng không phải chứ. Tới khi con thích nghi được, bắt đầu có cảm giác an toàn, bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, thì ba lại nói với con là không phải. Tất cả mọi chuyện đều là giả sao? Là nói chơi hả? Ba không phải là ba ruột của con. Tại sao con không phải là con gái của ba? Ba cũng đón con về nhà. Ba mặc kệ con ngủ ngoài đường là được rồi. Tại sao phải tốt với con vậy chứ? Tại sao phải cho con một tia hy vọng, rồi sau đó lại dập tắt nó đi? Ba biết lâu rồi. Ba biết lâu rồi. Ba còn kêu con qua Mỹ chơi. Rõ ràng ba muốn ép con rời khỏi chỗ này, đúng không? Không phải. Đúng vậy. Cổ về nhà lâu vậy, không ăn gì, không nói gì hết. Nằm dài trên sofa giống như chờ chết vậy. Tôi quyết định cứu vớt cổ. Tôi cũng vậy đó. Bình Đúc, không cần đau đầu đâu, chỉ cần bình tĩnh phân tích một chút, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Cần gì phải phân tích chứ? Nếu như tôi là cổ, lập tức dọn hành lý đi. Lấy gì? Không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo chị Hà. Có lý lắm, nhưng có thể nói tôi nghe thử không? Thứ nhất, chị Hà là má ruột của cổ, máu mủ ruột trà là quan trọng nhất. Thứ hai, qua tới Mỹ rồi, cả một khoảng trời rộng lớn tha hồ bay. Wow, quả thật là ước mơ của tôi. Thứ ba, qua tới Mỹ rồi, tha hồ lựa chọn. Muốn đi học thì đi học, muốn đi làm thì đi làm. Tiệm giặt ủi, nhà hàng, tùy cố chọn. Nếu tôi muốn làm việc khác thì sao? Chị Hà nhất định ủng hộ 100%. Tôi chỉ cần nghe được câu này là muốn bay đi ngay lập tức rồi. Không cần dọn hành lý, ra sân bay liền luôn. Có lý lắm. Con đã, còn anh Tứ thì sao đi? Anh Tứ chỉ là một người khách đi ngang cuộc đời chúng ta mà thôi. Tôi quen biết ảnh, thật sự là tiếc nuối của cả đời này. Tại sao nói vậy chứ? Mặt xấu, không đẹp trai. Chuyện đó ai cũng biết, còn gì nữa? Ích kỷ, bá đạo, keo kiệt, không có nghĩa khí. Tội lỗi chồng chất, đúng trọng tâm, có lý lắm. Thị phi bất phân, cáo đội lớp hổ, cùng làm chuyện xấu, tiếp tay cho giặc, ai cũng có thể giết hết được. Tôi ghét nhất là cứ chửi chúng ta không đóng tiền nhà. Không phải không đóng, là có tiền cũng không đóng thì sao? Anh đúng là suy nghĩ toàn diện mà anh Tứ. Kêu ông đi chết đi. Tôi về phòng trước. Còn tôi thì sao? Con muốn nghe ý kiến của ba. Con thật, từ khi con bước chân đầu tiên vào ngôi nhà này, chúng ta từ người xa lạ trở thành y như ba con ruột. Vào phim trường con không biết gì, bây giờ là phó đạo diễn, có khả năng tự lập một mình. Đây là sự tiến bộ rất lớn. Đã là gì? Đã là thành tựu gì đâu? Người ta cười rớt hàm đó. Trong mắt người khác có thể là không đáng gì, nhưng với ba mà nói thì là niềm tự hào nhất của ba, là niềm vinh hạnh cả đời của Long Tứ. Nhưng là hôm nay con nói trong phòng đạo cụ, thật sự làm ba rất bất ngờ. Ba biết con gặp phải vấn đề rất nan giải, ba suy nghĩ rất lâu, phải làm gì để giúp cho con đây. Cuối cùng thì ba cũng hiểu ra,
trách nhiệm của bà là nhắc nhở con. Bánh Đúc à, con bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ đi. Con muốn làm cái gì thì làm cái nấy. Lựa chọn của con là xứng đáng. Con không thẹn với lòng cơ bản. Không cần quan tâm những người khác nghĩ gì về con. Ba tin là con có đủ trí tuệ để chọn lựa thứ con muốn. Ba nhất định ủng hộ con. Cuối cùng ba muốn nhắc nhở con, có một người má giàu không có gì tự hào, bản thân không cố gắng mới là đáng trách thôi. Không biết hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ.